Kiên này mở mắt ra. Nào, Kiên nhìn bác Hằng này. Dạ, không được rồi. Kiên nhìn bác đấy, đấy, đấy. Đừng bỏ ra. Thế mới điên. Ơ nó cứ vảnh nó vậy. Không bảo được nó đi nhảy đi mấy kiểu, kiểu nào được thì con đấy. Ừ đây đây này. Đấy, đây đây được đấy, được đấy. Con nhìn cho bấm đúng không ạ? Sát đầu vào nào. Sát đầu vào. Đấy này. Mở mắt to ra. Nó cứ đâu. Lòi mắt ra rồi. Mở mắt to ra. Kia có vậy gì. Đừng kìa. Đấy. Thế sát vào đấy. Để em bảo nó. Sát nào. Đây, con mở mắt ra nhá. Đấy, đấy, đúng rồi. Rồi, rồi. Đấy, đấy. Đấy, đấy. Thế thì mở mắt nhìn thẳng vào. Nhìn đây cơ mà. Kiên nhìn đây. Nhìn đây. Không mà được. Rồi, 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 rồi. Rồi đấy, rồi đấy. Cái này là đấy, mở con dâu tươi này. Tươi tươi lên. Rồi. Cô dâu cứ cười. Mày mắt cứ cứ chụp. Cô dâu em cứ cười lên, cứ cười lên. Mở to mắt ra là thím mà. Đâu nào. Nào. Cô dâu cứ tươi vào. Cô dâu tươi lên đi. Mở, mở mắt, mở mắt. Cô dâu cười lên dâu ống kính này, em cười đi. Cười đi, Kiên cười cho nào. Thế bị gì? Đấy được rồi, được rồi. Cứ như vậy là được. Mở mắt ra. Nó đùa, không biết thằng này nó thế lạ này. Con mở mắt ra. Con nóng nổi. Nhanh rồi, nhanh rồi, còn ra nữa. Mở lên, mở mắt nhìn đây này. Đừng vinh. Nhìn cái loa này đây này. Đừng vinh. Mày nhìn cái này này. Đây này, nhìn cái này này. Nóng thế này. Chịu vậy, chịu vậy. Vâng, mày đi nhanh lên. Con mày đi mở mắt đi, mở nhanh. Nó đi. Anh như lắm vậy thì em làm sao không chịu được không mày? Cười đi. Bá vật gì vậy, tao nóng. Thôi thôi, nào, 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 nào. Cười lên nào, xong. Cô dâu cười đi, cô dâu cười đi. Không có. Không có lại được, chú rể. Nào, tươi lên, không được nóng nanh. Kéo nào, chú rể kéo nào. Ghép ạ. Rồi, tươi lên em, tươi lên, tươi lên, nét mặt cười lên, con cười. Đây nhá, như này nhá. Đấy, nhìn kia kìa, nhìn, nhìn, nhìn. Con nhìn ảnh, con mở mắt ra. Mở mắt ra. Mở ra. Mở to mắt ra. Mở to mắt ra. Mở ra. Mở mắt ra, mày nhìn. Đây, mở mắt. Rồi, mở ra. Nhìn. Không được, Khánh ạ. Nhắm tịt mắt rồi này. Cứ nhắm tịt mắt. Điên nắng đi. Cô dâu đứng yên, đứng yên. Nào, mở mắt ra muốn nhanh cho khỏi nóng nhá. Nào. Mở mắt ra. Mở mắt ra nào. Cái chị không thể. Được rồi. Được cô đã quen đấy. Con chờ chiều nó tí mà. Tí nóng cái gì? Mùa này nóng cái gì đấy, được rồi. Mở mắt ra kia đây. Nào. Cái này đây ông cầm cái này. Cái nào mở mắt nào. Đấy, đây ừ đấy, ông bỏ vào đấy. Bỏ cái bà đó, giấu đi. Đấy, bạn. Rồi. Đỡ vậy nào. Rồi. Rồi, tươi lên, cô dâu cười tươi lên. Đó, giơ lên. Nhìn đây coi, nhìn đây coi, nhìn đây. Đây đây nhá, đây là. Đây đây đây. Ghé đầu xuống bên này, ghé đầu xuống bên này. Nó không cần phải ghé, đừng bảo ghé. Đó. Đấy, đấy. Con đừng bảo ghé. Này, Nguyệt ấy bảo đây đây ông cầm cái này. Đây đấy cho ông cầm. Đấy đấy đây được đấy, cháu này. Đấy mắt. Này cầm cái này nhá. Cô dâu cười lên đi, cô dâu. Cho ông cái điện thoại này nhá. Mở mắt ra. Cô dâu ơi cười nên con lại được người nọ mắt nhìn. Mở mồm ra. Nguyệt đừng vỗ đấy, bảo nó mở mắt ra. Bảo đứng dậy trên đây coi, không chụp ra lúc nào cũng không làm ở đâu. Tí nữa thôi. Tí mà ơi em nóng rồi. Chịu tí. Tí nữa thôi. Đứng dịch lên đây một tí. Tí. Thôi tí tí thôi, tí tí là được rồi. Cái anh rồi này chịu khó tí vậy. Không, không nóng rồi lại cũng chả lắm. Rồi, nào, cười tươi lên. Không có lệ. Thằng Kiên bỏ mắt ra nào. Rồi đứng yên vậy, đứng yên lại nhìn đây. Đứng rồi. Đứng yên vậy. Bỏ mắt ra nào. Bỏ mắt ra đây. Bỏ mắt ra đây, chiếm quyền cho nó. Bỏ mắt ra, cái mặt chiếm cho nó. Bỏ mắt ra. Bỏ mắt ra để cho cậu mắt ra này. Bỏ mắt ra. Đây thì cho điện thoại. Con bảo to mắt ta. Mở. Kim Nguyệt đừng rời nó nữa. Like điện thoại đây. Được đấy, chung chụp thì cái cổ ấy được đấy. Được đấy, được. Đấy. Cô dâu nhìn đây, nhìn đâu vậy? Nhìn vào ống kính em. Like con này, nhìn đây này. Cô dâu cười lên đi. Ôi. Cứ chậm chậm. Cô này không làm được rồi. Chụp này toàn nhắm mắt đấy như ấy. Đấy, đấy, như này này. Đấy, như này này. Đấy, như này. Đấy, con bé này. Đấy, được rồi đấy. Thôi cứ vậy được cháu ạ. Nó cứ nhìn cháu bấm dơ máy lên là. Thôi được rồi, nhìn vào đây, đây này, nó nhìn vào cái này. Thôi mọi người không nói nữa. Đây, được rồi, được rồi. Sát đầu vào. Đấy, mở mắt ra, chú không cần. Không, đây, đây, đây này, mình cứ nhìn vào cái này là được. Nhìn vào. Đấy, mắt này tắm, đây nhìn vào cái này cơ mà. Mọi người đừng nói lắm thì nó không không tập trung được. Cái miệng nói nhắm thì nó vênh lên mà nó mở mồm. Đừng nói gì nữa. Được rồi. Đây này con nhìn này. Cách cũng kệ. Cách cũng kệ. Cô dâu cười lên đi em. Dâu cười đi. Cho đẹp, cô dâu cười đi. Cười lên cô dâu. Đấy, được đấy, cô dâu cười. Đấy, được rồi. Được rồi. Được chưa Khánh? Chưa được. Chưa vào được à? Cứ bắt đầu chụp thì nó nhắm mắt. Chị đừng nói nha, chị ra đây. Cô dâu cúi xuống một tí xong em cười tươi. Để ngay cả bình thường, khi bình thường đây cũng đang chưa thể chụp được cái này. Chứ chưa nói gì là lúc lúc ấy. Ghé ghé đầu vào nào. Ghé đâu không ghé đâu được. Không phải, đôi khi bây giờ làm ra nó hỏi luôn ấy.
Không, cái trường hợp này con cứ để. Rồi nhìn đây, nhìn đây. Cô dâu cười đi, cô dâu cười. Cô dâu tươi lên đi em. Nhìn đây này các này, nhìn cái này. Đấy, kiên mở mắt. Đây này, đây này, nhìn kiểu cái đừng nói nữa. Không chỉ nó nhìn kiểu